Chào cả, hôm nay thầy giới thiệu cả một vấn đề giải bài phương trình bằng phương pháp bảng dấu. Thế thì thầy lấy ví dụ như sau, các bạn giải bài phương trình fx cho hàm lượng không. Thì bước 1 là set dấu cái fx này các bạn. Bước 2 là các bạn chọn tập nghiệm. Các bạn nhớ cho thầy hai bước như vậy. Và để set dấu này thì các bạn phải sử dụng dấu tam thức bậc 2 hoặc dấu nhị thức bậc nhất. Chúng ta minh họa bởi bài toán sau. Hàm giải bài phương trình x trừ 1 nhân cho x bình phương trừ 5 x cộng 6 lớn hơn 0. Thì thầy gọi cái biểu thức bên này là vế trái. Chúng ta phải xét dấu hai nhân tử x trừ 1 và x bình phương trừ 5 x cộng 6. Đấy, x còn x trừ 1 x bình phương trừ 5 x cộng 6. Còn đây là vế trái. Đây là âm vô cùng, đây dương vô cùng. Các bạn nhớ là x trừ 1 bằng 0 là x bằng 1, còn x bình phương trừ 5 x cộng 6 bằng 0 là bằng 2. Có hai nghiệm là 2 và 3, đây là 1, đây là 2, đây là 3. Tại đây là 0. Hệ số A là 1, cho đó đây là dương. Bên này cùng dấu hệ số A. Còn đây trái dấu hệ số A là. Thế là để xét dấu cái này thì các bạn sử dụng dấu nhị thức bậc nhất. Tiếp tục để xét dấu với x bình phương trừ 5 x cộng 6 thì các bạn thấy là nó bằng 0 tại hai nghiệm là 0 và 3, 2 và 3. Đây trong khoảng hai nghiệm hệ số A dương, trái dấu hệ số A là đây dương. Đây là vế trái bằng 0. Vế trái bằng 0. Và các em nhân dấu lại với nhau, âm nhân dương là âm. Dương nhân dương là dương. Dương nhân âm là âm. Dương nhân dương là dương. Mà ở đây các bạn nhớ là yêu cầu vế trái là phải lớn hơn 0. Đấy. Cho nên là chỗ âm này, chỗ những chỗ nào làm cho vế trái âm ta bỏ đi. Vậy tập nghiệm là khoảng từ 1 đến 2 hợp với 3 đến cộng vô cùng. Vậy tập nghiệm sẽ bằng khoảng từ 1 đến 2 hợp với 3 đến cộng vô cùng. Ở đây thì một ví dụ thôi, còn nhiều bài toán nữa mà thầy muốn nói kém đó là phải xét dấu, phải biết dấu nhị thức bậc nhất này, dấu tam thức bậc hai này. Đó, bước 1 là các bạn phải xét dấu, mà để xét dấu được thì các bạn phải cho các cái nhân tử này bằng 0 này. Cho nhân tử này bằng 0, nhân tử này bằng 0. Đấy. Rồi là xét dấu mỗi nhân tử là một dòng dấu. Đấy. Và trên này là ghi tập xác định này, các cái khoảng xác định của hàm số.
bạn nhớ như vậy, rồi nhân dấu lại. Âm nhân dương này, dương nhân dương này, dương nhân âm này. Rồi điền những cái điểm đặc biệt này vào các bạn nhé. Thì cái chất dấu giải thông tin bằng pháp lập bảng là như vậy. Các bạn phải nhớ thấy về bước 1 là chất dấu về trái, bước 2 là chọn tập nghiệm. Không có hai bước cơ bản như vậy. Đấy, các bạn giữ thế như vậy nhé. Trên kênh của thầy có một số bài giảng về toán lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì các bạn thuộc khối lớp nào thì các bạn là áp dụng vào học tập. Các bạn nhớ đăng ký kênh của thầy là học toán thực sự các bạn nhé, thì mới hiệu quả được. Đấy, thầy nói lại cái một điều đó là xét dấu. Là đầu tiên giải vật thông tin bằng pháp bảng, lập bảng. Thì đầu tiên các em phải lập được cái bảng dấu. Mà dấu thì rõ ràng các em phải tách ra từng nhân tử một để các bạn, nếu mà chưa đưa về nhân tử thì các bạn phải tách ra. Phải đưa về dạng A nhân B nhân C. Rồi xét dấu A, B, C. Nha. Phải đưa về trả về dạng này. Rồi xét dấu. Và mỗi nhân tử là một trong dấu. Rồi để xét dấu các cái trong dấu đó, các nhân tử đó thì các bạn sử dụng dấu nhị thức bậc nhất, dấu tam thức bậc hai hoặc chưa khoảng. Đấy. Rồi cuối cùng là khi hoàn thiện các dòng dấu, các dấu nhị thức này, các cái biểu thức này, cái nhân tử này thì các bạn phải làm thao tác tiếp theo là dấu về trái. Muốn có dấu về trái thì các bạn phải nhấn dấu lại với nhau, phương pháp nhấn dấu. Và cuối cùng là chọn giờ vào yêu cầu về trái thì các em chọn cái miền nghiệm thỏa mãn thích hợp. Chẳng hạn lớn không thì ta chọn những chỗ nào làm cho về trái dương, nhỏ không thì ta chọn những chỗ làm cho về trái ấm. Còn nếu bằng không nữa, lớn bằng không thì ngoài việc chọn những chỗ dương nữa thì ta chọn những chỗ mà về trái bằng không thì vẫn đưa vào, vẫn thuộc tập nghiệm. Chẳng hạn ở đây dấu băng này thì những cái điểm 1, 2, 3 này và lấy cho nó đến góc vuông, đến một vuông các bạn nhé. Các bạn nhớ thấy như vậy. Thì vẫn còn nhiều bài nữa nhưng mà thầy minh họa các bạn bài như thế này thì các bạn có cái phương pháp. Và trên cái phương pháp này các em đáo bài tập đặt trên bàn về mà làm thôi. Hoặc làm các bài tập sách tham khảo. Cái phương pháp là các em nhớ thầy có 2 bước. Cũng chào các em, hẹn gặp lại các em trong dịp Tết nhé.